Xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trang đây. Ngày mới chúc các bạn vui vẻ nhá. Thì các bạn ơi, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình các bạn nhá. Các bạn ạ, thời tiết ở mình giờ dạo này cứ toàn 40 độ các bạn ạ. Mới gần 40 độ. Mình lại nóng trong các bạn ạ. Thèm cái gì mát mát thế là ngồi nghĩ là bảo mình làm thạch ăn các bạn ạ. Thế là mình xem trên mạng ấy, thấy mọi người làm thạch sờ tinh này này, ngon và hấp dẫn lắm. Thế hôm nay mình sẽ bắt chước mình học thử các bạn nhá. Xem có thành công không các bạn nhá. Đi các bạn ơi. Các bạn xem video của mình thấy hay cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh của mình các bạn nhá. Đây mình vừa đi mua về các bạn ạ. Rất nhiều sờ tinh này và bột rau câu này. Đấy đủ luôn các bạn. Và một loại sữa ông thọ nhá. Để tí nữa sau mình sẽ ăn kèm các bạn nhá. Giờ mình sẽ thực hiện luôn các bạn nhá. Đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi nấu thạch sờ tinh các bạn nhá. Đầu tiên là mình sẽ đổ sờ tinh vào trong cái này để mình nấu này các bạn này. Đấy. Nó sủi bọt luôn nhá. Thơm lắm các bạn ạ. Đúng là sờ tinh vị dâu. Úi. Sờ tinh này. Vị dâu này, đúng màu quả dâu luôn. Các bạn ơi, những cái chai này này mình sẽ giữ lại nhá. Để tí nữa mình sẽ làm gọi là làm khuôn đấy. Các bạn nhìn ngon không? Mình chưa nấu thành thạch mình đã nhìn thấy nó ngon rồi, chỉ muốn uống ngay. Đúng là màu dâu tây, màu ngọt ngào, ai cũng yêu thích. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đun nó lên, nóng lên nha các bạn nhé. Đun nóng lên, bắt đầu sủi lên, bắt đầu mình cho bột rau câu vào các bạn. Mình sẽ cho 2 gói bột rau câu vào các bạn nhé. Trong khi đợi nước sủi thì mình sẽ pha 2 gói bột rau câu này với đường các bạn nhé. Đường mình đã chuẩn bị sẵn rồi này. Pha với đường để cho nó có vị ngọt hơn các bạn nhé. Đấy. Mình cho 2 gói thôi là vừa các bạn ạ. Nếu mà cho nhiều nó bị dai quá. Đấy, rồi mình sẽ đảo đều lên các bạn này. Đấy. Đấy các bạn ơi, giờ mình đổ vào nhé. Đấy. Mình khuấy lên này, cho nó bột rau câu nó đỡ vón cục vào này. Các bạn nhìn thấy không? Nó sủi bọt lên luôn này. Các bạn ơi, cái món này nó cũng dễ làm đó các bạn nhé. Nếu các bạn không biết làm, các bạn cứ học theo công thức của mình này, sẽ làm được ngay. Các bạn ơi, đấy, đã sủi rồi các bạn này. Sủi rồi là được rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho nó nguội thêm một tí. Các bạn ơi, thạch của mình đã được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ múc cho cái ca này rồi mình đổ vào chai các bạn nhé. Cái ca này nó đổ có lúc cái này này đổ vào nó không bị tràn ra ngoài các bạn ạ. Các bạn thấy ngon chưa? Nó sánh vào nhau này, màu nó vẫn cứ đẹp này. Đấy. Các bạn thấy ngon không? Rồi các bạn ơi, đây. Mình đã chuẩn bị một xô nước đá này các bạn này. Xô nước đá này là để mình nó để mình cho cái chai này vào các bạn này. Mình đổ nước vào nó không bị săn chai nhá, mới lại nó nhanh đông các bạn ạ. Đây các bạn nhá. Đây các bạn này. Đã xong một chai rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào cái xô đá này để ngâm cho nó nhanh đóng thạch các bạn nhé. Giờ mình sẽ làm chai tiếp theo này. Cũng tương tự đó các bạn. Đây các bạn ơi. Mình đang đổ chai, đổ gần hết rồi này. Xong rồi này. Chai này nó không được đầy các bạn ạ. Rõ ràng là đủ mà sao lại ra bay hơi các bạn ạ. Đây các bạn ơi. Đây mình sẽ đậy lắp vào nhá. Để một tí nữa. Một tí nữa thì nó sẽ đông lại thành thạch các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn ngon chưa. Chai nào chai đấy này. Đấy. Rồi mình sẽ đậy vào các bạn nhá. Giờ đợi thôi. Đây các bạn ơi.
nó đông hết rồi các bạn này. Đấy, đây các bạn này, nhìn này, đây các bạn này, cái này mình đã cắt sẵn rồi, các bạn nhìn thấy chưa này. Cái này thì mình chỉ rút ra như này này. Đấy, các bạn thấy ngon không? Đây các bạn này, thạch mình làm xong là nó dẻo lắm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt ra nhá, cắt thành khúc này. Đấy, các bạn nhìn ngon chưa? Đấy, thạch ngon chưa các bạn ơi? Dẻo lắm các bạn ạ, mát lắm các bạn, mát lạnh luôn. Đấy, mình sẽ cắt lốt cái này các bạn nhé. Nó ấy quá, nó cứ chạy theo tay mình các bạn ạ. Đấy đây các bạn nhìn thấy không, mình cắt của nó cứ chạy vào tay mình này, ngon. Đấy các bạn ơi, mình đã làm xong một đĩa thạch sting rồi các bạn nhá. Mình đã làm thành công các bạn ạ, vừa hay rất ngon luôn nhá. Này các bạn nhìn này, nhìn miếng sting này nó dẻo vừa tới này, ngon chưa? Đấy, núng nính rồi các bạn này. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thưởng thức luôn nhá. Mà trước khi mình thưởng thức, mình sẽ là cho thêm một ít sữa ông thọ lên đỉnh ăn cho nó ngon các bạn nhé, cho nó có thơm. Đấy, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức với mình nhá. Nào một miếng nào. Nó mát các bạn ạ. Nó mát này, nó ngọt này, nó ngọt của vị sờ tinh này, nó dai dai của rau câu này, nó thơm của sữa ông thọ các bạn nhé. Tuyệt vời luôn, mình mời các bạn nhé, ngon lắm. Wow, hình đít dai này. Xịn xò luôn. Mắc lạnh luôn đấy. Đúng không ạ? Các bạn nào mà muốn làm ấy, đơn giản là các bạn chỉ mua vài chai sờ tinh về, mới lại gói thạch rau câu các bạn nha, mới ít đường thôi là sẽ làm được như mình luôn các bạn ạ. Dễ, rất dễ làm các bạn nhá. Mà mùa hè này ăn thạch này nó mát các bạn ạ, phê luôn. Đấy các bạn ơi, nhiều này mà ngon này ăn mình buồn lắm, nên mình vừa gọi anh Hậu ra xong các bạn ạ. Đấy, gọi Hậu ra cho đỡ buồn. Mình chào tất cả các bạn nhá. Để không biết từ lúc bên Trang gọi điện cho mình bảo mình ra ăn các bạn ạ, không biết ăn cái gì. Đấy, trời nóng lực hôm nay các bạn ạ. Đấy, ra nhìn ngay món này, món thạch sờ tinh đúng không? Đúng rồi. Đấy, trước mình cũng làm rồi các bạn ạ. Đấy, thạch sờ tinh ăn cực kỳ ngon luôn. À, em mời anh. Đấy, tay mình rửa sạch rồi các bạn nhá. Để ăn bằng tay thôi các bạn ạ. Ăn em, chứ em cho cả sữa ông thọ vào đấy. Biết rồi, đấy, đúng bài ấy, đúng bài đấy. Ăn đi. Nào. Uầy. Các bạn ạ, mấy hôm nay trời quê Hậu nóng lắm các bạn ạ. Đấy, ngồi ăn miếng thạch luôn, mát hết ruột. Đây các bạn nhìn này. Đấy, miếng thạch mà chung là em biết nấu ấy. Đấy, nó mềm mềm nhũng nhũng các bạn ạ. Vất vào mồm gái nó trôi mẹ thầy luôn. Anh thấy ngon không? Sò nó mát lạnh luôn đấy. Đúng rồi. Được em ạ. Nói chung là mùa hè nóng bức rồi các bạn. Hậu chỉ thích uống nước này, với lại thích ăn những cái gì nó mát mát thôi. Còn những cái gì không mát là không thích ăn đâu. Anh Hậu giống em. Món này em nấu được ấy. Nó không bị ngọt quá. Mà nó không bị dai quá hả? Đúng rồi, nó cũng dễ ăn. Trước mình cũng làm một lần rồi các bạn ạ. Thạch sờ tinh nhà trước mình cũng làm một lần rồi, đâm ra là cảm giác vị, mùi vị của nó thì mình cũng quen thuộc luôn các bạn ạ. Đấy, cái vị sờ tinh này nó sẽ có một vị hơi chua chua nhẹ nhẹ các bạn ạ. Vị đặc trưng kiểu như có gai ấy ạ. Anh công nhận không?
Hoàng. Khi gà nó mà nấu lên thì nó sẽ có cái mùi như này. Ngon đấy. Trang này nó khéo tay phết đấy các bạn nhỉ. Khéo gì, mấy cái món đơn giản này không biết làm đúng không ạ? Tuyệt vời. À. Cái này ấy các bạn ạ, nếu các bạn muốn ngon hơn ấy, các bạn thái nó nhỏ nhỏ ra nhá, cho các bạn trộn đá vào ấy các bạn ạ. Ừ. Đấy, sau cho ít sữa vào. Các bạn xúc ăn như chè ấy, ngon. Ngồi có muỗi các bạn. Muỗi. Muỗi vằn. Mà ngon đấy, em được đấy. Đây các bạn nhìn cái thay trò tinh này. Đấy nó nhũng. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Vậy. Nhưng mà này làm sao mà anh em mình ăn hết được? Cái này khả năng tí thôi, em phải cho mấy đứa em ở hàng xóm nhà mình nhé. Ngon nhỉ? Quá ngon luôn. Đây các bạn ơi. Một đĩa như thế mà anh em mình ăn không hết ở đâu các bạn ạ. Chắc là mình tí về mình sẽ cho mấy đứa em trong ngõ nhà mình các bạn ạ. Nó lúc nào cũng bảo chị Trang ơi, lúc ấy mình chuẩn bị làm nó nhìn thấy mình làm ấy, nó bảo tí nếu mà làm nhiều nhớ phần em nhá. Đây các bạn ơi, video của mình cũng dài lắm rồi, chắc là mình sẽ kết thúc clip ở đây các bạn nhá. Các bạn mà yêu quý mình ấy thì cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh của mình nhá. Bây giờ thì bye bye, hẹn các bạn clip tiếp theo nha.